Deutschland and gone. As 21 prison chef cremated without much ado. Và xong chùm riêng xua bọn phụ ổn. Dưỡng chuộc khỉa mà đồn tiệt hơi chì mùi nâng ca riêng bộ prai cả sạch. Ngày nay dưỡng chôl mọc đòl phía tì sai sập bì hơi nâng ca riêng bộ prai cả sạch rồi bỏ dưỡng. Hơi xâm rạp ca riêng bộ prai cả sạch nâu thằng ngày nay cứ riêng quên mình tịch. Còn tay cả sạch nâng cứ là ồ mạnh tên. Đại nhóm bàn chứa rưu mọc vì tùm phô cả sạch được không ai thám. Trên vì bệnh ngày hơi. Tại đời xa tại nhóm miền ca rồi vô chán, nhóm mình toàn bàn bộ phải. Và hai nhóm bàn riêng chồng chìa slide rủi rõ hai đầm bày triêm bộ phải chun bộ phôn tiếng ọc nia sắc xa. Và hai cái xa rồi bỏ dương nâu ngày ní cứ sắc xa từ lưu lục đuích. Và như dây ẩm phi lục đuích và rồi có sự mạng mất đuích. Và hãy quạt chạc chẳng dựng ai hào tha lục tạ đuích. Và hai dương bảo hai chìa thơ lọp lư thơ lọp đăng ẩm phí chmua quạt hơi và bẹp con chìa mùi nâng rộp bọc mai cỏ hôm à lâu ní quạt sạp bạt hơi bà quạt sạp bạt hơi và tỏ chẳng dương mưa chùm nón chừng Deutsch, dead and gone S21 prison chest cremated without much ado bọc ôn mưa biệt hạ cremated dương tôi sẽ chọc thầm một số ý nế nâng ai cremate dương bài thạm bố chìa và đủ ca khoa khoai ca khoa khoai ở lâu dương bộ phải trong đồng chương nắng Deutsch dead and gone và dead slap gone tự bạc chứng dương phải chỗ khuyên tầm đó Deutsch slap bạc hời Deutsch slap bạc hời Deutsch dead and gone Deutsch slap bạc hời S21 prison chest cremated without much ado nhưng mơ bị chest ní dương tha protein ngay rồi thiến và con bên kia và so mà phải mùi và pro thiến con bên kia so mà phải mùi ai thắng so bà mày nhớ so so và rồi thiến cục nó được coi phía xa và chạy cái tên tí kịp ra bị đặt con bên kia nè rồi thiến con bên kia so mà phải mùi và cremated bông bông khơi cái lại nắng pha chẳng nhóm thu lọp chùm riêng bông bông rồi hái và cao nào việc phản chẳng dương bộ phải từ chìa phá xỉu và cremated trâu bàn bố chìa và trâu bàn bố chìa và without much ado và ado ní cứ ca khoa khoai mày nắng và chẳng đòi khuyên ca khoa khoai chẳng và mà đón tiết trong đón chương nắng và đối quạt xa lạp bạc hơi và protein con tình kia so mà phải muối trâu bàn bố chìa đói mình miễn cá khoa khoa tràn rồi còn đòi không miễn cá khoa khoa tràn và này cứ chỉ rụp hiệp quát về đại quát nào rúa à lấy dương mà so với cao mình tịch Deutsch speaks during his trial at the extra ordinary chambers in the court of Cambodia ECCC và lục ta đôi và này giấy cùng long phê cắt tô rồi bỏ quát nào ái chambers bản tục nè bản tục extraordinary bản tục vị sa mạnh nóng on tờ là cá Campuchia hào cả thà ý CCC và chẳng tỏ chẳng dừng mưa dạy đường tiếng ọc nia nếu không đi bom ôn đừng riêng bị lo tràn đại bom ôn cầm ro đừng ban riêng nè đừng ngày tỏ the body of Kang Gek Il better known as Comrade Deutsch, former chief of the Khmer Rouge S21 prison, was cremated at a pagoda in Phnom Penh without much ado after he had passed away shortly after midnight yesterday. Bong bon mue pi comrade nung yeung prae tha samak mit comrade Khmer Rouge ba Khmer Rouge Khmer กระ hòm ba ta chẳng những bộ prai mơ the body of Kang Gek Il better known as comrade Deutsch ba body cái lại ni sam đau tới lơ xác sọp ba xác sọp របស់ lô Kang Gek Il ba đael phía trán kê skoal tha samak mat Deutsch better known as
comrade Deutsch. Cái prapiet baronon nưng miền này tha bỏ sân chỉ prapiet tha sự mạng mật Deutsch anh đang miền này đang miền cái squal tràn chiêng cái một cái prapiet tha baronon rồi có dương bộ prai thành trẻ. The body of gang get a baronon as comrade Deutsch. Sát sắp này lô căng gạch yếu và hào tha sầm mạng mật đội. Former chest of the Khmer Rouge at 21 prison. Và bộ bộ vài năng sấn. Chia ạ tay tạ pro thiên và quan tình yêu kia so mà phải mùi cao phí sầm mạng khmai cả hồn. Was cremated at a pagoda in Phnom Penh. Trao bàn bố chìa nào ai vọt muối nóng tì krong Phnom Penh. Without much ado, đòi khuyên ca khoai khoai tràn. After he had passed away shortly after midnight yesterday. After he had passed away. Passed away nó dùng bài thật slap. Bần tốt bì quạt bàn slap. Bàn slap shortly. Shortly nó có kể tham mát bằng tách rồi có mua được dạng về clay rồi có dương prai ta phliêm phliêm ngày bằng tốt bị quát bàn slap phliêm phliêm after midnight yesterday và rùm lơ ngạc triệt rồi có cao phê rùm lơ ngạc triệt cao phê mà sao mình và dương bằng tốt tiết Khmer Rouge Tribunal spokesman Nat Petra said Deutsch, the former director of the S21 Interrogation Center in Phnom Penh, Tuol Lang, passed away at 8:78 due to illness at 12:51 a.m. yesterday at the Khmer Soviet Friendship Hospital. Bong bong mưa bịa đẹp trong hai lái. Bong bong ai dọc bệnh dọc xịp hậu cót á. Còn ta ta mà quay đại khu nhóm bán đăng vì nhạc đại tam đàn ở riêng bộ phái cả sáng ấy còn thà quạt ở đại có đây. Tại quạt bán mơ đồn hàm đồn tiêm đồn hàm đồn tiêm về đại quạt tình ấy cứ quạt chạm bị năng mỏng. Và của khu nhóm bộ không ai nó nâng xẹp chứ còn thà quạt bán mơ nhất chạm mỏng. Chạm hết chạy bộ tiền. Và tỏ chẳng dừng mơ. Không ai rồi drive you know. Chứng bộ phái thà xà lạc đấy không ai cả hôm. Không ai rồi drive you know. Xà lạc đấy không ai cả hôm. Và interrogation ca xua chùm lời nữa. Interrogation ca xua chùm lời due to dương prai thật because of nữa. Đòi xa tài cái lại nắng á đòi xa tài Khmer Soviet Friendship Hospital môn tí bẹt mất tập hiệp Khmer Soviet nữa. Và môn tí bẹt mất tập hiệp Khmer Soviet đại bom on này dùng hào thập Perusi nữa nghe và ta chẳng dừng bộ phải Khmer Rouge Tribunal spokesman phải bộ bài năng sản mất rule phải nè spokesman nẹt non pịa ao sạt lạc đây Khmer cơ hòm nẹt phe trá sệt và Deutsch và mình đang chia sẻ đây có pro nhưng ai thà luộc làm đó ta nhé luộc nát phẹt trá ban này vậy thà đôi và đôi the former director of the S21 interrogation center in Phnom Penh Tuol Lang passed away at 8:78 và đại chi ở tây tạ the former director đại chi ở tây tạ và này vua màu cái lại này mất mình chạm đốn và xua chùm lời so mà phải mùi và mời cái lại này một đoạn tiết và dường thà nẹ non biệt ai sẽ là cái đây không ai có hóm lục này phẹt trá ba này dạy thà lục đích ta chia à tay tắc và à tay tắc nì dụa mình chạm đốn xua chùm lời so mà phải mùi in Phnom Penh Tuol Lang passed away at 8:78 và no
tour slang rồi cái nấu cốt tour slang nóng thì còn không bình ban slap bát hơi nấu ảnh dụ chất sắp làm bảy năm due to illness at 12:51 a.m. đòi xa tay chủng ngư rồi có đòi chủng ngư và về miền bồn về miền ấy cái thà rô kia biệt đó, đòi rô kia biệt là ngày về là thưa bọn sọt với bọn ấy nắng về kê kê mà cả thà slap cứ slap đòi rô kia rô kia biệt chẳng á nè tại cả lại nó dương prai thá đòi chủng ngư đó nâu mau đọc phí ha sập môi nè tí am prai thà mày xóa môn ổn và nâu mau đọc phí ha sập môi nè tí rùm lo ngạch triệt yesterday ca phí mà sờ mến at the Khmer Soviet Friendship Hospital. Nào ai một tí bếp mật tập hiếp Khmer Số, Khmer Soviet. Và ta chẳng dương một to tiết vòng phổn. According to a death certificate, issued by a doctor who treated him, but died from chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Bọn ôn mơ bịa, death certificate. Và lịch khách bằng chạm mô rả nạp hiệp. Death certificate. Lịch khách bằng chạm mô rả nạp hiệp. Tích rơ bịa năng ọt khơi nha bọn ôn. Và treat. Treat cái này nâng prai thập chia bào. Và chronic. Chronic. Chia côn ở niếm, nhưng prai thả ram rái. Và chronic ram rái đó là cái này obstructive pulmonary disease chúng ngư nâng dùng prai cho khả niệm obstructive pulmonary disease chúng ngư stẻ suốt chúng ngư stẻ suốt là ngài đó. According to a death certificate issued by a doctor who treated him đòi dung tờ tàm và lịch khách bình chạm mô rả nạp hiếp đại tranh đòi bình chạm đất mà nét đại bàn chia bà lục đôi rồi còn đại bàn chia bà quạt đôi đại from chronic obstructive pulmonary disease và lục đôi slap đòi xa tái và chung ngữ stẻ suốt ram rải lục đôi bàn slap đòi xa tái chung ngữ stẻ suốt ram rải và chung ngữ stẻ suốt đang hào cạt thá COPD này mình tỏ tiếp. It noted that they were brought to the hospital on Monday. It ini sầm đau lớn death certificate và lịch khách nó lịch khách mình chạm mò rồi nạp hiếp và lịch khách mình chạm mò rồi nạp hiếp bàn bằng hàng tháng lục đôi tàu bàn mình chùn tàu một tí pet cao bị ngày chạm tỏ dương một tỏ tiếp. He felt seriously ill at about 4 p.m. on Monday in the Kandal provincial prison where he was serving a life sentence after becoming the first Khmer Rouge official to be found guilty by the Khmer Rouge Tribunal of Crimes Against Humanity in 2010. Tôi chỉ ở miền phía của bạn, chả nên vòng ôn miền mùi nhé. Crimes against humanity. Ukratakam prachang manusajit. Ukratakam prachang manusajit. He fell seriously ill at about 4 p.m. on Monday. Nhưng bộ prai mà. Nhưng mình prai thật quạt mình là rõm ấy nè. Và cho lòng bị fail á. Fail EP. Anh ấy fail mà bị fall. Fall, fail, fail. Né? He fell seriously ill at about 4 p.m. on Monday. Quát lẹc luôn chư thôn thơ. Seriously ill. Chư thôn thơ. Quát lẹc luôn chư thôn thơ. Nâu bảo hà chìa mong buồn rồi xíl. Cao bị ngại chàn. In the Kandal provincial prison where he was serving a life sentence. Nâu và nâu khnóng. Và bọn tình yêu kia khát còn đào. Nếu không còn tình yêu kia khát còn đáng. Chia còn lành. Đại quát còn phong tái. Tờ tua tố. Mà ngài chia còn lành đại quát còn phong tái. Tờ tua tố.
ca chọp quan tình nghĩa kia ở môi chỉ vật ngày chia còn lái đại quát cầm phong tài từ tổ tố ca chọp quan tình nghĩa kia ở môi chỉ vật after becoming the first Khmer Rouge official to be found guilty phải lại nữa mà mình tua về ban khai từ chia môn trầy nè môn trầy Khmer cả hôm đồng bồn to be found guilty đã trao ban kỳ đó khơi tham miên cầm hót phải từ Khmer Rouge Tribunal đòi xả lạc ở đấy Khmer cả hôm of crimes against humanity in 2010 bị bọt nè lại nè người ta bị bọt Ukraine cam pro chang mình đối diện nông chân nam bị bọt đọp và tổ chức như mình tổ tiết bóng bốn a Kandahar provincial court statement issued yesterday said he died while he was in prison though had been seriously ill since 2018 resulting in him being sent for treatment outside the prison on four occasions. The first incident in 2018 after he reportedly suffered from fatigue and kidney blockage. Tỏ bóng phố mưu biệt. Đại khuyên hai lái. Resulting. Đại ban chỉ là the Paul. Và đại tụi tôi chỉ là the Paul. Và in him. Đại ban chỉ là the Paul nếu không quát. Being sent for treatment. Ca bằng chún từ vơ ca chỉ bảo. Cái này đang tích tiết ở nhóm prai ở việc trâu nấy ná. Phải này là prai tạm phía sân. Và treatment, cao chia bá ná. Và occasions. Occasions nhưng prai thảo ca. Nó for occasion. Cái này prai thảo buôn đoàn vậy ná. Buôn đoàn và buôn đoàn. Reportedly. Đòi rìa ca một tháng. Reportedly. Đòi rìa ca một tháng. Và fatigue. Quẹt thì nếu dùng prai thành chủng ngữ óc cầm lang là hạt hài kidney blockage và bong phổi prai đó là cast đầm rong nôm như này cast đầm rong nôm to ở cần đáo provincial court statement issued yesterday prai vào vài năng sân mà nè sẽ đấy là anh ca robot từ là ca khác cần đáo đại ban tranh cao phim sở mình sự đại lãnh ca được bắt là ca khai cảnh báo đại ban tranh ca phim sở mình said he died while he was in prison bán lại đăng thá quát ban slap nặng về đại quát công phong tại đâu chọp con thằng kia cái lại này slap đồng phế đây tại cái tròn và chạ đây cái tròn bằng hàng thá tô quát cứ đâu chọp con thằng kia đại là ở tô đây của tô quát tô mà chỉ vật nữa bà này đang thả quát slap cái nặng về đại quát cầm phong để cho pon cái kia Dutch had been seriously ill since 2018 lúc Dutch nè bàn lẽ luôn chư ngôn tăng bị nam bị pon đọc làm bay mộng lại resulting in him being sent for treatment outside the prison on four occasions nè resulting nó chênh gì là được phong nó tay lại nó nhưng ở prai chẳng sẽ đạp bị ở tình nồng nè đã thua ở quạt trao ban kê bình chun từ thua ca chia bào cái này nó phải chẳng á đã thua ở quạt trao ban kê bình chun từ thua ca chia bào hàng cao quan thần này kia chùm nuốn buôn đoan một hời on four occasion chùm nuốn buôn đoan một hời the first and second in 2018 lượt tìm môi hay nâng lượt tìm phí cứ nấu chân nắm phí bốn đọc rộng bầy after he reportedly suffered from fatigue bằng tòa bì quát trao bàn rìa cà một tháng tổ tùa rong cửa rồi có chư ngôn bì chùm ngữ ọc cầm láng là hát là hai and kidney blockage hai nâng ca stét đồng rong nồm và tòa dừng bằng tòa tiết he was sent to the Khmer Soviet Friendship Hospital on the third occasion in May 2019 after reportedly suffering from swollen leg and the first time on Monday for bronchitis and severe pneumonia.
việc tẹt tông với chúng người tràn một bọn swollen leg nè ca hàm trường nè ca hàm trường rồi coi chúng người hàm trường và bom ôn mơ việc hả bronchitis nó bằng bronchitis bron rồi coi những anh là bronchitis và bronchitis và chúng người rồi liệt tông suốt là ngày chúng ngư rồi liệt tông suốt viện đi chẳng hạn pneumonia nó pneumonia và chúng ngư rồi liệt suốt và khó khăn nhé hàng này rồi liệt tông suốt hàng này rồi liệt suốt chẳng tạch tí ở hai nữa tông có liệt suốt nó có liệt tỏ chẳng những bộ phái he was sent to the Khmer Soviet Friendship Hospital on the third occasion in May 2019 quát tàu ban mình chún và từ tua ca chia bá đâu mình tìm pet mà tập hiệp hôm nay sẽ viết và lược tị bấy đâu còn nông khai ụ sợ phía cho nam tìm quán đọc làm buồn after reportedly suffering from swollen leg mình tỏa về miền rồi bài cá đại bằng hàng thá quát từ tua rong cru vì chủng ngữ hàm trường at the first time on Monday for bronchitis and severe pneumonia hai lượt tị buồn nâu ngày chán đòi xa tại miền chủng ngữ rồi liệt tông suốt hai nắng chủng ngữ rồi liệt suốt ngôn thân ngờ severe và tỏ chẳng dương bằng tỏ tiết severe mấy ngôn thân ngờ đó his body was brought by an ambulance to the crematorium at Phnom Penh Chakongrekraung Pagoda where it was cremated without a Buddhist ceremony because Dutch was a Christian. Bong bon mue piak mien ta muay na crematorium. Crematorium ni jeung prae tha chiapanathan. Nang hai chiapanathan. Pisa jeung samang tha kalaing dot khmauch na. Nang hai. Ta. His body was brought by an ambulance to the crematorium at Phnom Penh Chakongrekraung Pagoda where it was cremated without a Buddhist ceremony because Dutch was a Christian. Christian is Christian and Christian. Nâng ngay. His body, xác xóa rồi bỏ quát, were brought by an ambulance. Trâu ban đặt đòi lan phép. Nâng ngay. Rang ra ông lòng. Nâng ngay. Là trâu ban đặt đòi lan phép. Tục căn chia và nạc thán. Nâu ai vót. Nâu ai vót chạy ông rè cróm. Nông tì cróng thùm bình. Where it was cremated without a Buddhist ceremony. Chia cần lại đà xa xóm nâng trâu ban bố chia đòi mình miến vị thí bốn bài Phật-Sasana tê. Rưu có đòi mình miến vị thí bài Phật-Sasana tê. Vì khô đôi was a Christian. Vì pru tài đôi cư chia nè cắn sát sàn cử cư có chìa Christian và tạo hiện một tỏ tiết very different from other Khmer Rouge leaders funerals which had hundreds of thousands of mourners the cremation ceremony yesterday was attended by a few family members and observed by journalists as well as local authorities bong bong mơ bị mourners nhưng prai tha nea kan tuk cremation ceremony pithi bo chia sop pithi bo chia sop ta bo prai tuk tuk very different from other Khmer Rouge leaders funerals và bất chi miên phiep saing na very different na bất chi miên phiep saing vị thí sống tốt trẻ lột chứ vật chỉ miên phiếp xế vị thí bon sóc rồi bó mê đặc nóm không ai cả hôm đó tây tiệt chẳng ai nè nè vật chỉ miên phiếp xế nghĩa vị thí bon sóc rồi bó mê đặc nóm không ai cả hôm xế tiệt chẳng ai nè we had hundreds to thousands of mourners đại miên nè căn túc rộp rồi quần nè Dutch cremation ceremony yesterday was attended by a few family members. Vị thí bố chia sọp rồi bỏ lục đụt. Lục tá đụt. Cảm ơn mà xa mình. Bạn cho rùm.
đòi samajak krusa tại pi bay nẹp còn nọ and offered by journalists as well as local authorities hai tờ ban ông kết nó sự ông kết rồi còn kết đòi nẹp cả sát prom tiếng anh nhà thơ nó không đồng bọn rồi chẳng dừng một tổ tiết his ashes were collected by a few close relatives yesterday afternoon before being taken to a home village in Battambang province, Somlot district. His family members refused to comment when approached by the journalists who covered the event at the pagoda. Ashes, yung prai tha thiet, na thiet. Refused to comment. Refused to nó bắt đại sát mình prom. Rồi dừng bộ tha. Refused to comment. Bộ mùi comment mùi tiết dừng prai tha. Bắt đại sát mình prom với ạch tha thị bài. Approach. Chô từ chết nó khách từ chết. Cover. Cover nó là long port. Rồi có crop nó đọc. The event. Pratica. Pratica. Xong đào lưu Pratica. Bọn nó. Tỏ. Dừng bộ prai chẳng. His ashes were collected by a few close relatives yesterday afternoon. Và thiết rồi bỏ con. Trâu bàn pro môl đòi sạch nhiệt. Đòi sạch nhiệt chất sinh nhật vì bày nẹ còn nó. Cao phim sở mình. Cao phim sở mình afternoon. Cao phim sở mình phê rồi xìl. Before being taken to a home village. Và môn phê đài dọc tấu. Hôm cầm nát ở bỏ con. In Battambang province, Somlot district. Đại sát thật nâu khăn ông, sọc Somlot, khát bắt đồng bồng. His family members refused to comment. Sma chắc rùa xa rùa bỏ quát, bàn phá đề sát mần phrom phùa tha tị bài nụ tế. When approached by the journalists who covered the event. Phê đà trâu bàn chô tử chất, rồi có chô tử kiện đòi nẹ cả sát. Đà nâu lòng phốt. Rồi còn nâu phía phính, nóng bị thị bọn sọp nú, nâu ái, đỡ và cô đà, nâu ái vọt. Và dừng một tổ tiết. In its statement released yesterday, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC, said the National Co-Prosecutor notifies that Doi passed away and the investigation into the cause of his death of his death is under the responsibility of the national authorities. Bọn bọn mới biết co-prosecutor, sa hạc bà rì ảnh nhà. In its statement released yesterday, nực nông sẽ đầy lãnh ca đọc luôn, đã bàn tránh ca phim sở mình. The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC. Và bần tục, nè, bần tục, vị xà mánh, nông tờ là ca Campuchia, hào cả tờ ECCC, said the National Co-Prosecutor notifies that. Ba này đang thá, và xà hạ prea rìa nhá, chiệt, nâng này. Prosecutor in Hapreanya, or Cone is a hat. Saha Preanya cheat. Notifies that, do it pass away. Ban got some cold hair. Ban got some cold hair. Look at ban bong hand hair. Look, do it ban slap bat high. At the investigation into the cause. How you can serve on tape? On pee, mula hat. Kalani learn? Learn it. Look like it. But you can pee, mau be gay, like a while. Còn đã thả his lúc này chào mũi nữa lúc of death nên chào mũi đầu mấy anh khó để xa lửa nữa into the cause of his death và ca sớp ổng kết ông phí mù là hết này ca slap rồi bỏ quạt nó cứ rồi bỏ lục đuổi is under the responsibility of the national authorities cứ chia under mạch bộ phải đấy cứ chia tùm nuôi khó trâu rồi bỏ anh nhà thờ chiệt và chừng dừng một tỏ tiết.
in 2009, the Dry Journal Chamber commenced the trial again, Dutch, and held evidential hearings of witnesses and civil parties for 72 days. And on July the 26th, 2010, the trial judgment was pronounced, finding that Dutch was in charge of S21 prison for more than 3 years, causing the death of more than 12,272 victims. Và tòa chứng mới. Trial chamber. Và mình túc cặp tù. Mình túc cặp tù. Và và xong tô mấy khu chọn slide cho khu nữa mà đón tiền nó nắng ngày trao ngày tỏ và tỏ mình chọn slide cho khu. Dutch was arrested on Monday 10, 1999 and was said to have been illegally detained by the Cambodian military court until July the 30th, 2009 before being transferred to the ECC detention facility. Tòa dừng mở phía illegally detained. Khung khuôn. Khung khuôn đói. Đói khó chấp bạp. Rồi có khung kháng đói khó chấp bạp. Detention facility. Cái lại này dừng prai thả bằng tốt khung kháng. Bằng tốt khung kháng ngó nè. Tòa. They were arrested on May the 10th, 1999. Và lúc đối trâu bèn chắp khuôn. Cao phê ngày tỷ đốc khai ụ sập hía cho nam một phòng rồi cao sập rộng buôn and was said to have been illegally detained. Hai có trâu bèn kê đăng đá rồi có trâu bèn kê này dạy thá có trâu bèn kê khung khuôn đòi khó chấp bạp by the Cambodian military court đói tổ là ca vô thía Campuchia until July the 30th, 2007, rồi đó ngay tì sàn sắp khai cả đá năm before being transferred to the ECC detention facility. Môn phêl bằng chun khuôn tấu và không kháng rồi có tấu bằng tục không kháng rồi bó ECC ngày ECC này extra ordinary chamber in the court of Cambodia. Bọn túc chùm rung chùm rác vì xâm mánh thân ông tờ là ca cám Campuchia. Tại dương bọn to tiết. He was charged on July the 31st, 2007 with crimes against humanity, grave breaches and Geneva Convention of August the 12th, 1949, torture and homicide under the penal code of 1956. Và mở bịa trán, mong bọn mở tới đặc nhóm hai lại ở này. Grave breaches, và grave breaches, ca rùm lô bùng biến ngôn ngờ. Và Geneva Conventions, son đặc bát, tì krong sở nèo, son đặc bát, tì krong sở nèo. Torture, ca phơ tì rôn là cám, và homicide, mình nụ khiết, và penal code, crom pro một toàn, crom pro một toàn. Đó, he was charged on July the 31st, 2007. Quát rau bàn chót rọc cằn, ca bị thương ngay tí sàn sập mũi khai cả cả đá cho năm phi phòn bằng phí, with crimes against humanity. Né, bị bót ụ ra tự cám pro trang mình nụ chiệt. Nâng sơ tà vay đài quạt miền tố hơn á. Và bị bót ụ ra tự cám pro trang mình nụ chiệt. Grave breaches. Và grave breaches. Và ca bồng phiên dàn thuần thương ớt. Và of the Geneva Convention. Từ lứa và từ lứa. Son được bát. Tì krong sở nèo. Và son được bát tì krong sở nèo. Of August the 12th.
1949 កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែសីហាឆ្នាំ 1949 បាទ torture ការធ្វើទារុណកម្ម and homicide ហើយនឹងមនុស្សឃាត under the penal code of 1956 ណាបាទតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 1956 ក្រមព្រហ្មទណ្ឌពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគេប្រើពាក្យថា criminal code ពេលខ្លះគេប្រើពាក្យថា penal code អត់ដឹងថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទេបើសិនជាមានបងប្អូនអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ជួយ comment ប្រាប់ផងបន្តទៀត bạn mà đòi vinh hết mình nướng chọt màu cái lại nướng chọt màu hùa nó hùa mà sải và hùa mà sải bật bị ở trên chẳng tôi đã lọt từ vinh như này in 2009 the trial chamber commenced the trials against Dutch and held evidential hearings of witnesses and civil parties for 72 days and on July the 26, 2010 the trial judgment was pronounced finding that Dutch was in charge of S21 prison for more than 3 years, causing the death of more than 12,272 victims. Dương mới biết hả? Trial chamber. Mày nâng dương prai hỏi bằng túc. Bằng túc cắt đầy. Bằng túc cắt đầy. Comments. Chạp đàm. Comments chạp đàm. Held evidential hearings. Màu biết là hold. Hold evidential hearings. Và bác sao mà cả đòi miên phọt tàng của đồng quán. Và of witnesses. Witnesses. Witness. Dương prai thả xạ xấy. Và witnesses phụ bạch nạ. Civil parties. Và crom mà nút. Được crom sẵn cung civil. Này ngày. Trial judgment. Trial judgment. Cao vi đi cháy từ lưu ca cạp tổ. Và pronounced, pro-cách, và in charge of, và tự tuôn bằng tục hàng, rồi còn tự tuôn khó trao hàng. Tỏa chẳng dừng bộ phải, in 2009, nông chân nam phí phoan phạm buồn, the trial chamber commenced the trials against Dutch. Bằng tục cắt đấy, bằng tục cắt đấy, nóng máu, biết cắt máu vì ECCCC mà nhớ nha. Bạn tốt cắt đấy, bạn chấp đàm, ca cắt đấy, luộc đuổi, rồi có bởi trang năng luộc đuổi. And have evidential hearings of witnesses and civil parties for 72 days. Hai bạn bạc xa vào nạ cá, đòi miên phó tàng cực cơn, bởi tàng xạ xấy, nâng crom sẵn cung xì vật, cho ruộng, và ớt dạc phêl chất sắp bị thường ngày. And on July the 26th, 2010, và hai nửa tháng ngày tìm một phê bằng môi các khai cả cả đá cho năm phí quản đọc. The trial judgment was pronounced. Và cả quý đi chạy. Này cả cắt đấy, trâu bàn bỏ cắt. Finding that Dutch was in charge of the S21 for more than 3 years. Đòi rốt khuyên thả. Lúc đối cư tự tuôn khó trâu rưu có cục cỡng. Cục cỡng. Còn tình yêu kia so mà phải mùi. Ở dạng về chiến bay cho nằm. Causing the death of more than 12,272 victims. Đại bọn có ở miền ca slập. Ca slập. Chôn rồng cửa. Và chôn rồng cửa ở chiến. Và đọc phi bón. Phi rơi chất sập phí nẹ. Đọc phi bón. Phi rơi chất sập phí nẹ. Và tỏ dương bằng to tiết. He was convicted and sentenced to 35 years in prison for extermination, murder, enslavement, imprisonment, torture, and other human acts under the crimes against humanity, as well as willful killing, torture, and inhuman treatment, willful causing great suffering, to serious injury to body of or health and willful depriving a prisoner
of war or civilian of the rights of fair and regular trial and unlawful confinement of a civilian under grave breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949. The ECCC statement said. But bong bong khơi hai lai nè, sao tập biệt bà hai sao tái, sao tài chia quái đá kì chọt và can lục đuổi nè, rồi có tô rồi bỏ lục đuổi. Và chẳng bỏ mùi mùi sẵn hơi chẳng bỏ ăn bọt tiền mùi. Và extermination và ca sầm lập, nè, ca sầm lập, extermination và ca sầm lập, murder khiết tật cắm, và enslavement ca chấp thôi chỉ tiên sự cố, và imprisonment ca khốn kháng, torture ta thưa tiểu đoàn cám và inhuman acts và sắc cam một hiệp ạ mà nụ sật và willful killing khiết tạc cam đòi chê ta ná torture ta thưa tiểu đoàn cám đã lắm inhuman treatment ta bập rách xanh xanh đòi ạ mà nụ sật và willful causing great suffering và ta bằng coi miên ta chư chập ngôn thương ngớ đòi chê ta ná và willfully depriving a prisoner of war or civilian of the right of fair and regular trial chẳng deprive mà bị deprive cá đọ dốc cá đọ hốt dốc đòi chê tên á này prisoner of war và prisoner of war nó miền này thà chlơi sắc or civilian và chôn civil và the right set of fair cho tới thoát regular tiếng toát trial này cả cắt tổ và unlawful confinement này cả khung khang này nữa cả khung khang đói khó cho bạn đói khuyên cho bạn tỏ chẳng những bộ phải tỉnh tịch bản dồn cái này ní mình sau chia sửa và mà anh tế bộ phần tạm đá để cho chặt tục đạt. He was convicted and sentenced to 35 years in prison. Và quát trâu bàn xâm rách cắt tù. He was convicted and sentenced to 35 years in prison. Quát trâu bàn xâm rách cắt tù. Lại nâng prai chô khả nế. Convict có cắt tù, sentence có cắt tù. Chẳng prai chô khả nế tâu. He was convicted and sentenced to 35 years in prison. Quát trâu bàn xâm rách cắt tù. Ao chua phòn thần nế kia rồi dạc phêl sàn sập rạm chân nằm. For extermination và bị bót. Và bị bắt ca sầm lấp murder khiết tật cắm enslavement ca chấp thôi chỉ tiêu sơ cố imprisonment ca khung khang luôn torture và ca thôi tiêu nó cắm and other inhuman acts hai nâng sơ cắm một phép ạ mà nó sẽ thuộc xanh tiền và under the crimes against humanity nấu kháng crown bọt ủ krat pro chang mà nụ sự chiệt và as well as willful killing prom tiền và khiết tật cam đòi chê tà nà torture cát phương tử rôn cam đòi chê tà nà and inhuman treatment hai nâng ca bật rất miên mà nụ sự thỏa ca bật rất miên mà nụ sự thỏa đòi chê tà nà và willful causing great suffering ca bằng co ở miền ca chư chập ngôn ngờ đòi chết nè or serious injury rứa cỏ ca vừa ở rong rồi buộc ngôn ngờ to body or health chấm buộc riêng cai rồi sốc ập hiệp and willfully depriving a prisoner of war or civilian of the rights rứa cỏ ca dọc chúng tôi ca độ dọc đào chết nè và nấu sứt rồi bỏ chơi sắc và nè chạy sừng kềm prisoner of war anh em phải chơi sắc rồi có chôn civil of fair and regular trial này cá cắt tố đào vô thì thoa hơi nừng tiên tuột and unlawful confinement hơi nừng cá khung khang xem đào mình kết bị chập bạc rồi có đào khó chập bạc of a civilian under grave breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949. The ECCC statement said.
Prime mất lại ní. Này chôn xì vấn. Và này chôn xì vấn. Khang kram ca bồng phiền. Giàn thôn thơ. Từ lứ xin thị xin nhá. Krong giờ náo. Cao bị ngay đi đọc bí khai xây hát cho năm mà phong rồi mùa rồi sai sắp rầm buồn. Và sẽ có đây là anh ca rồi bỏ ECC bán ở đằng. Nếu có anh ta tù rồi bỏ lục đốt dưỡng bộ bài cho anh viên. Và chẳng dưỡng mình to tiếp. However, the actions, the co-prosecutors and civil party appeal the trial chamber verdicts to the Supreme Court chamber. Which then on February the 3rd, 2012, were convicted and the SCC issued an appeal judgment and sentenced him life imprisonment. Một nâng cái cặp tố quát ở dạng phiên của mến sang tập làm chứ nằm. À lâu khang xã hạ bởi ở nhà, khang cùng xì vớ lọt sọc chất chẳng đăng vào tòa tiệt. However, tuốt bay chỉ dạng nào cả đấy. The accused, the co-prosecutor and civil party appealed the trial chamber verdict to the Supreme Court chamber. Chôn trâu chào, xã hạ bởi ở nhà. Hai nâng krom sông kum si vil. Bàn đăng bằng tò. Bàn đăng bằng tò. Và verdict. Sa krom rồi bỏ bằng tục. Cạch tố. Tấu. Bằng tục rồi có tấu tờ la ca còm pùl. Và Deutsch. Then on February the 3rd. Và lúc Deutsch bằng tò mở nợ thường ngày thì bay khai cùng phép. 2012. Năm phí quân đọc phí. Were convicted. Trong bàn cạch tố. And the SCCC issued an appeal judgment. How SCCC ban chánh và sực đây sầm rách rồi bỏ tờ la ca cầm pool. Appeal judgment. Sực đây sầm rách rồi bỏ tờ la ca cầm pool. Rồi có rồi bỏ tờ la ca tờ. And sentenced him life in imprisonment. How ban cắt tố hồi quát cho bọn tình yêu kia ở môi chỉ vật. Và chẳng vẹp bọn chỉ mùi nâng tố đẹp ngôn bằng phót nâu và tế cảm chìa dưỡng cứ tố cho bọn tình yêu kia ọt mùi chỉ vật nâng ai chắc ọt thầm nâng. Nhưng mình to tiết. In an apology statement made in May 2009, Deutsch said that from April the 17th, 1975 to January the 3rd, sorry, the 6th, 1979, that while the country was under its control, the Communist Party of Cambodia were exclusively responsible for the crimes in Cambodia. Và những mưa biển mùi, exclusively responsible. The tool called trâu tiàng srong. The tool called trâu tiàng srong. In an apology statement, nó không sẽ đầy thay ca sông khẩm mà tổ. Nó sẽ đầy thay ca sông khẩm mà tổ. Rồi có sông tổ. Made in March 2009. Đại thư là nông khai mịn nìa chân năm phí phòn phạm buồn. Deutsch said that from April the 17th, 1975 to January the 6th, 1979. Và lúc Deutsch bàn nì dây tha vì ngay tí đọc phạm phí khai mê xa chân năm phòn phạm buồn rồi chật sập rám đọc ngay tí phạm môi khai cùng phép năm mà phòn phạm buồn rồi chất sắp phạm buồn. Đã và thá, while the country was under its control. Và nạ phía đài là protect Campuchia thật nâu kháng kron ca cụm kron rồi bọc luôn. The Communist Party of Campuchia were exclusively responsible for the crimes in Cambodia. Và cần nạ phạm Communist Campuchia the Communist Party và cần nạ phạm Communist Campuchia tự tuôn khó trâu tiền sông từ lưu bọt ủ krat đại bàn cạc lại nông bộ tế Campuchia tòa dương bằng tòa tiết bóng phố. In a separate statement in August 2009, Deutsch said, as
The person who is responsible for these crimes, I have told the chamber that even if people throw stones at me and kill me, I will accept it. This does not mean I have despaired and want to commit suicide. Chúng mới biết separate. Separate thì chúng ta thay đổi lại. Bà. Despair. Despair. Bà. Despair này cứ ọc sẵn khâm. Ọc sẵn khâm. Và việc commit suicide. Bà. Commit suicide này dừng phải thả phương ác được thiệt. Nên này. In a separate statement in August 2009, the Knong said, as the person who is responsible for those disgrams, Knong Niam Chia Munumanek, that the Tul Kotro, the Lur Bot Ukrat and Oni, I have told the chamber that ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ បន្ទុក ឬ បន្ទុក កាត់ ក្តី ថា ណា ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ បន្ទុក កាត់ ក្តី ថា even if people throw stones at me បាទ ទោះ បី ជា ប្រជាជន យក ដុំ ថ្ម ចោល ខ្ញុំ ក៏ ដោយ and kill me ហើយ សម្លាប់ ខ្ញុំ ចោល ក៏ ដោយ I will accept it ខ្ញុំ នឹង ទទួល ទាំង អស់ It does not mean I have despaired and want to commit suicide Nhi mình men miền này thà khá nhóm ọc sống khâm hai chong thua áp tự khiết nụ tê và nè quay đại quan giấy á ta dừng bằng to tiếp nhà em anh nói dừng anh ấy nhà em anh a former chess photographer at S21 prison yesterday expressed deep regret over the death of his former boss saying the families of victims should stop hating or being angry with him over his past mistakes. Bà, luộc nhám án, bà án nữa. Này, nhám án, à tay tạ pro thiên, nó nẹ thò rụt. Này, a former chess photographer. Bà, à tay tạ pro thiên nẹ thò rụt. Nào ai phong tình kia xô mà phải mùi. Yesterday, I expressed deep regret over the death of his former boss. Các phim mà xảy mình, bàn bằng hàng, bàn bằng hàng, ca sọc đài, dạng khăn, từ lứa, rồi có chung vĩnh, ca sạp, này ở tay tắc, cho quái rồi bỏ quạt. Saying, the families of victims, đó thì vậy thà, crua xa chôn đường crua, should stop hating or being angry with him over his past mistakes. Bà, crua xa chôn đường crua, cua tài chụp sọp quạt, hư có khăn quạt tư. Nó chung vĩnh, còn ho ca bìa tay đặt ca rồi bỏ quạt. Tỏ dương bằng to tiếp. Please end it from now on. Xô bằng chọc vía bì bê lại lâu này tư. Please end it from now on. So mình chọc bia bì bê lại lâu này tàu. He said, God man này giấy. Please, Cambodian people stop revenge against each other. Bị revenge này song sắc. So bà chia chôn Campuchia, chụp song sắc khnia tiệt tàu. He said in an interview with Khmer Times. God man này giấy nếu khăn ông ca thua xong phía mối chỉ mối nâng tùm bò cả sát Khmer Times. Và to chương mình to tiết chứ. Mình nghe chọc thế nào bọn phổn cái sạch này cứ quên còn tại bọn phổn chết tràn nó bị lo lo tràn à More than 1 million people lost their lives and as a member of the Communist Party of Cambodia I accepted that I bear moral responsibility for the crimes committed by the regime of the Communist Party of Cambodia he said và bear moral responsibility. Tụt tuốt khó trâu bà khóp đòi xa lạ thò, krom xa lạ thò. Bà. More than 1 million people lost their lives. Bà. Bà chia chôn chiêng mùi liền nè. Bạn bắt bóng chì vật.
More than 1 million people lost their lives. Prochichon chieng mui lene ban bat bong chivet. And as a member of the Communist Party of Cambodia, hai knong niem chia sama chak mene nei kana pa Communist Cambodia, I accept that. Khnyom tatua skol tha, I bear moral responsibility. Khnyom tatua skol tha, khnyom tatua khok trau. Prokop đòi krom salator for the crimes committed by the regime. Xong rap bót ục rật. Xong rap bót ục rật. Đại ban prok rật đòi rộp bộp nụ. Regime rộp bộp, đòi rộp bộp. By the regime, đòi rộp bộp. Xong tốt. Đòi rộp bộp nấy the Communist Party of Cambodia. Đòi rộp bộp cả nạp bác Communist Cam Cambodia, he said. Quát ba này dây. Dutch also acknowledged his legal responsibility for the crimes committed at S21. Look, Dutch Phong Dijk acknowledged the two score. The two score. But look, Dutch Phong Dijk got banned the two score. Tum nul khotrau plouch bap rabakwad. Record the two yo. Tum nul khotrau plouch bap rabakwad. Some rap. Bot ukrat same thing. That ban prepared now I. Pond the near gear saw my pay mui. Mata human thought it. I sought permission to express my apology to the victim who survived and to the families of those who loved ones died miserably in great pain and suffering at S21, he said. But sought permission. But I seek permission. Express my apology. Bằng hai nhóm phi ca xong tốt. Ca xong một phẩy tốt. I sought permission. Khi nhóm xong ca ảnh ở nhà. Khi nhóm xong ca ảnh ở nhà. To express my apology. Đâm bay bằng hai nhóm ca xong tốt rồi bọc nhóm. To the victims. The can chôn rồng crew who survived. Đại nơi rúa. And to the families of those who loved ones die miserably in great pain. Chôn rồng crew đại nơi rúa. Hai nâng crew xa rồi bọc. Chôn rồng crew đại miên mà nụ chỉ tí sở lành. Ban slap đòi về từ nế. Nâng cái đây chư chạp bằng phật in great pain. Đấy cái đây chư chạp bằng phật. And suffering at S21 he said. Hai nâng tổ tu rong ca chư chạp. Nâu ai con tình yêu kia so mà phải mùi quạt ba này chảy. Và dương mình to tiết. And said, Dutch was just following orders from the Khmer Rouge leaders and did not willingly carry out the actions. Carry out and what? Look, and ba này chảy thà. Dutch còn tại đắp tam bằng chìa mê đặc nóm không ai có hôn phần nó hai mình bàn phương sở ca một hiệp cục sọp bạc giang đói chê tầm nà rồi bỏ quát nụ tê tỏ tiết. If he did not follow the orders from the top level, then he would have been killed as well, he said. However, he will always remember always be remembered as a historical prisoner of the ECCC. Historical prisoner. Nhạc tố phở vọt xa. If he did not follow the orders from the top level. Prosân bà quạt. Mân phơ tam bằng chìa. Vì thả nạc lứa. Then he would have been killed as well. Bọn tố mốc. Quát có trâu slap đài. He said, quát ba này chạy. However, he will always be remembered as a historical prisoner of the ECCC. Tuốc bay chỉ dàng nà có đòi. Quát nâng tay tại trâu ban kỳ tròn chạm tha. Chia nẹ tố pro vọt ở xa. Rồi bọc xa lạc đầy mai cổ hồn. Nhưng mình tổ tiết. As a khmai. I have never hated him, and the death of Dutch will end everything he had done and added.
nông niêm chia chôn chiết mai mà nè khi nhóm mình đai sọp quạt hai ca slap rồi bỏ đuổi nâng bằng chọp nâu vầy vầy tiếng ọ đại quạt bàn vừa án bàn bằng thèm Yuk Chang, Director of the Documentation Center of Cambodia, which researches the Khmer Rouge regime, told Khmer Times yesterday that Dutch deaths were expected. Và những mưu biết hả? Documentation Center of Cambodia. Mình chạm đốt ai cả xa Campuchia. Và Yuk Chang. Yuk Chang, chia nè dụa. Nó chia nè dụa. Mình chạm đốt. Ai cả xa Campuchia. Which researches the Khmer Rouge regime. Đài sao chiếu ông phi robot Khmer Rouge hôm. Told Khmer Times yesterday that bán pháp tổng phố cả sát Khmer Times càng phim sở mình tha. Dutch death was expected. Và cá slap robot lục Dutch trao bán kết thúc chìa môn. Rồi có sân khâm túc chìa môn. Ngày đang được slap của anh quạt chá. Toàn chương mình tỏ tiết. Perhaps the victim can rest in peace, he said. Chang, who is also a survivor of the Khmer Rouge killing, feels that Dutch held a responsible role during the brutal regime. Bong Bon mới biết là rest in peace. Bong Bon tràn là sẽ là RIP nữa nghe. Nè ngay. Tập can sọc ở tệ phục nữa. Killing fields, will be killed. Brutal regime, và robot prey size, robot khô khẩu. Tòa chẳng dương bằng tó. Perhaps the victims can rest in peace. Perhaps chia chôn rong cru robot quát, ai tự can sọc tệ phục hời, he said, quát ba này giấy. Chang, who is also a survivor of the Khmer Rouge killing fields, said, Dutch held a responsible role during the brutal regime. Và Lục Tráng đại phong đại cứ chia nẹ nâu ruo mà nẹ. Nẹ nâu ruo mà nẹ. Vì robot will be hit. Khám ai cả hôm. Ba này dạy thả. Lục Dutch nè. Miên tua này ti tự tua khó trao mùi. Nâu nông cầm lông robot prey xài nụ. Và during the brutal regime. Nóng cầm lóng phêl, rồi có nóng cầm lóng rồi bó bây xài. Đó, mình tỏ điết. Dutch played an extremely important role for the democratic Cambodia where they ran the revolution based on secrecy and they measure their success based on the number of both external and internal enemies who are eliminated. He said, "Bong on me pi revolution, na revolution, pa de wat, secrecy, na ap kum bang, na hiep ap kum bang, eliminate, lop bom bat, cái này phải là sầm lấp chảo, như vậy. Đó, Dutch played an extremely important role for the democratic Cambodia, where they ran the revolution based on secrecy and they measure." Their success based on the number of both external and internal enemies who are eliminated, he said. Dutch play an extremely important role. Lục Dutch miên tua nè ti sông khăn nè. Lục Dutch miên rưu còn Lục Dutch đào tua nè ti sông khăn nè. For the democratic Cambodia. Sông rắp. Robot Cambodia project thập tài. Where they ran the revolution based on secrecy. Đại phụ kế, đại kế, đại kế thua bạc đề vọt based on. Đòi ai tự lưu hiếp ác cầm bằng. And they measure their success based on the number of both external and internal enemies. How phụ kế tiếp tục. Hiệp chốt chơi rồi bỏ phụ kế, đòi ai tự lưu chùm nuồn. Né. Sật trâu và external, hàng crowd, and internal, nâng sật trâu hàng khăn nông, who are
eliminated. Nát đại trao ban kê xâm lạp chào. He said, quát ban như vậy. Và chẳng xâm lạp tiền khnóng xâm lạp tiền khảo. Ở ta chia sẻ trao xâm lạp tiền ọ. Mình to tiếp. Enemies of the revolution were the people of Cambodia, including their friends and relatives. The nearly 2 million people they eliminated in less than 4 years, Chang added. Secrecy was central to the operation of Democratic Cambodia. The Khmer Rouge had a slogan, "Secrecy is the key to victory." High secrecy, long survival. Và bọn ôn mưu biệt hà central, sống khăn, sống khăn. Operation, pratibat cả. Và slogan, slogan, biệt slow. Secrecy is the key to victory. Victory này cứ chụp chạy. Và tỏ chân dưỡng bộ phái. Enemies of the revolution were the people of Cambodia, including their friends and relatives. Sattrau rabah parivot, sattrau rabah puo parivot, kư chia prachia chun Kampuchea. Đại rua mình cho tiếng, mật phẹ rabah puo kế, có đô chia sạch nhiệt phong đài. The nearly 2 million people they eliminated in less than 4 years, Chang added. Kư chia prachia chun chất pi liền nét. Đại phụ kế bàn xâm lạp chó, nông rì dạp về tách chiếng buồn chân nằm. Chàng bàn bằng thèm. Secrecy is central to the operation of Democratic Cambodia. Phiếp ác của bán, cư miên sở đạo sẵn khán nà. Chùm phua ca phương protibat ca nấy, rồi bóp Cambodia phụ chia thập tài. The Khmer Rouge had a slogan. Khmer cổ hôm miên phía sở lọc mùi. Secrecy is the key to victory. Phiếp ác cầm bán cư chỉ còn sau tập cánh phiếp chụp chạy. Hai secrecy long survival. Và rẽ xa phiếp ác cầm bán bàn dũ, ruốc bàn dũ. Và tỏ dương mình tỏ tiết. Chả nè vòng hồn. He said, the death of those will not stop the anger felt by the public, especially those who lost their family members during his control of the S21 prison. Và nhóm copy mau bị kê đấy. Tại dưỡng prai ở trấu nè. He said, quát ban như vậy thà, the death of Dutch, ca slap rồi bỏ lục Dutch, will not stop the anger felt by the public. Nâng mình ách bình chúc cầm hăng, rồi bỏ xa thiên nạ chôn bàn tế. Felt nâng miền là rõm á. Nâng mình ách bình chúc khủng hăng rồi bỏ xa thiên nạ chôn bàn tế. Cả lại nếu dương ọt bài thăm miền là rõm ấy nè. Tiếp trâu rồi có bạc trâu. Tại cả lại nếu dương cạp mất. Mà đoàn tiết. Quát ba này dạy thà. Cá slap rồi bỏ lục đuối. Nâng mình ách bình chúc anger. Mình ách bình chúc khủng hăng rồi bỏ xa thiên nạ chôn bàn tế. Especially those who lost their family members during his control of the S21 prison. Chia bì xe, nè đã bắt bóng cửa xa, xa mà chắc cửa xa rồi bỏ phụ kế, nông cùng lòng phê đá, quát cực cỡng bọn tình yêu kia xô mà phải mùi. Và dừng một tỏ tiếp. No, in some cases, forgiveness is impossible. Can you imagine the feelings of a good man who witnessed the torture of her children, lost her husband and everyone else, and has been living alone in the past 40 years, Chang said. Và forgiveness, ca lực lên tù. Và witness, chỉ kê giả sạp cả lại nâng. Bởi chỉ niếm những bài ra xạ xấy, chỉ kê giả sạp những tháp ban khơi một tòa phần. Và torture, ca thư tì rôn là cảm. Đấy nâng á. No, in some cases, mình ai tì, nó không cả này mùi chùm nuôn. Forgiveness is impossible. Ca lực lên tố cư mình ai tơ rồi tế. Can you imagine the feelings of a good man
ta nè ai sờ mai khơi thế à rắm robot sợi mà nè who witnessed the torture of a children đại ban khơi đòi tuột nè nấu cá phơi để rồi là cám côn côn là bỏ quạt lost her husband bắt bong và mày and everyone else had been living alone in the past 40 years hai nâng nét đầu tay xanh xanh tiết hai ban nâng cầm phong tại ruộng nâu tại anh không rồi dạp bèo sai sắp năm trong cõi này chàng sẹt chàng ban này vậy chàng được có chàng as if Dutch left any legacy chàng said he was not only an insecure man but also an unforgiving father. Dutch was born on 17 November 1942 in Pai Wang Village of Stung District, Phiem Bang Commune in Kompong Thom Province. Mà, chúng mới biết ha, legacy. Và legacy nó mò rọt đọc. Nó mò rọt đọc, rồi có kê mò rọt đọc. Và insincere. Mình smart wrong, mình smart wrong. Unforgiving, đeo mình chết. Lước lên tù. Nó ngại tỏ. As if Dutch left any legacy. Vì là trâu ban kỳ xua tha, ta lục Dutch miền bần xoá kê mò rọt đọc. Đại lực tế. Chán xẹt. He was not only an insincere man, but also an unforgiving father. Và lục trang ba này dạy thà, quát mình trăm tay chia bỏ rõ mình nẹt, mình trăm tay chia bỏ rõ mình nẹt, đai mình smart strong nụ tê. Con tài phong đai quát cứ chia ở phục mình nẹt, đai miên ca lực lên nụ tê. Dutch was born on 17th. Recall on November 17, 1942. Và lúc đôi bàn cát nâu ngay tí đọc rằm phí khai vật chí cá chân năm 1942 in Pai Wang Village of Stung District Phiem Bang Commune in Kompong Thom Province. Và nâu khăn ông phùm Pai Wui Wui, ứ ở năng nế nâu khăn ông phùm Pai Wui và khung Phiem không phiền bán sọc tốn không khác còn phụng thùng và to hiện mình to tiết chết chóp ấy bông bông bày buồn slide chết chóp ấy a book history called Dictionary of Cambodia which was published in 2003 that Dutch was the son of a Chinese father and a Khmer mother. He was an outstanding pupil who received his baccalaureate in mathematics in 1959 after study at Lycée Sisuwat. Và bông bông mưu biệt Historical Dictionary of Cambodia Vajana Nukrom Pravodasah Campuchia Vajana Nukrom Pravodasah Campuchia published bọc bùng outstanding ឆ្នើមpupil students សិស្ស ឆ្នើម outstanding pupil សិស្ស ឆ្នើម baccalaureate បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ហើយ lycée កន្លែងនេះ យើង ប្រែ ថា វិទ្យាល័យ កាល ពី សម័យ មុន គេ អត់ ប្រើ high school ឬ ក៏ upper secondary school អី ទេ គេ ប្រើ ពី ថា lycée a book សៀវភៅ មួយ ក្បាល ចំណង ជើង ថា Vajjananukrom Pravodasah Kampuchia We were published in 2003 That Ban Bok Pung Rung Chanam Said Dutch was the son of a Chinese father and a Khmer mother Ban này đang thả lúc Dutch cứ chia con pro Mà nè Đại miên ông Phúc chỉ chôn chiệt chánh Hai mặt ái chỉ chôn chiệt Khmer He was an outstanding pupil Quát cứ chia sơ chanam mà nè who received his baccalaureate đã từ tua ban បរិញ្ញាបត្រ in mathematics khang kanet vichia in 1959 ក្នុងឆ្នាំ 1959
after study at Lycée Saint-Sauveur ណា បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ ការ សិក្សា នៅ ឯ វិទ្យាល័យ Saint-Sauveur baccalaureate ហ្នឹង យើង អាច ថា បរិញ្ញាបត្រ ឬ ក៏ បាក់ ឌុប ហ្នឹង ហើយ បាក់ ឌុប ប៉ុន្តែ បើ បាក់ ឌុប វា អត់ មាន ឯកទេស ទេ អញ្ចឹង អា នេះ ប្រហែល ជា បរិញ្ញាបត្រ ហើយ បាទ មាន ឯកទេស គណិត វិទ្យា បាទ តោះ យើង បន្ត ទៀត In 1970, he joined the National United Front of Cambodia and worked in Kampong Chhnang, Tabon 33, operating undercover. In late 1971, Dutch were responsible for security affairs, and by 1973, he worked in what was known as the Special Zone, where to leading communist Von Wet and Son Sen. Bà, bông phố nơi biết để trong hai lại. National United Front of Cambodia. Nâng ngày. Rồi nạ xe ruộm chiếc Cambodia. Undercover, đau sống ngạc. Security Affairs, cách cá sốc. កិច្ចការសន្តិសុខ បាទ special zone តំបន់ពិសេសហ្នឹងហើយ ឬក៏ ចាស់ គាត់ ច្រើន ហៅ ថា ភូមិភាគពិសេស ហ្នឹងហើយ តោះ យើង បន្ត បកប្រែ In 1970 នៅក្នុង ឆ្នាំ 1970 he joined the National United Front of Cambodia គាត់ បាន ចូលរួម ជាមួយ នឹង រណសិរ្ស រួបរួម ជាតិ កម្ពុជា and worked in Kampong Chhnang, Tabon 33. How to work out in the Kampong Chhnang, Tabon 38, operating undercover. Đói protibat ca đói sống ngạc. In late 1971, Dutch were responsible for security affairs. Nâu chong tu sử vọt chanam upon pramburo jet mui, luk Dutch tu khó trâu khang cách ca son de sọc. And by 1973, he worked in what was known as the Special Zone. How in the name of Pon Pramura Jet Bay, God Ban Phuka, no Knong Dom Bon Mui, Riko Knong Dom Bon Mui, that Trao Ban Kis Kwa Tha, Dom Bon Pise, Riko Phum Phiep Pise, with two leading communists, Von Wet and Son Sen. Chia Mui Nâng, và Mê Đặc Noam Komuni, Đại Chuyên Mục, vì nẹ tiết cứ Von Wet hay nâng xuân, xuân xèn. Và chẳng bọn bọn đăng trả lời, bọn trẻ trả lời nâng nóng ca riêng bộ phải của sạch này. Tại toàn cho về, tỏ bằng to tiết. Following the uproar, the 1975 Communist capture of Phnom Penh, Dutch directed the Communist Party of Cambodia Security Center, known only by its party code S21. Bạn. Dùng mơ biệt capture. Nâng ngày ca cực cỡng. Ca cực cỡng. Và direct. Direct nâng. Đặc nóm. Và đặc nóm. Rồi có cực cỡng. Và. To dùng mơ. Following the uproar 1975 Communist capture of Phnom Penh. Bạn. Bần tốt bì, dùng bọ bì nàng máu, bần tốt bì, và bần tốt bì, ca cực cỡng, tì cỡng Phnom Penh, capture of Phnom Penh, ca cực cỡng tì cỡng Phnom Penh, rồi bọ bụi cùng mình đi. Nếu thường ngay tì đọc rằm bì, khai mê xa chân nắm, mà bọn rằm bùn rớt chật bàm, và bọn bọn rớt lại bọ ở khớ nhé. Bần tốt bì, ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តក្នុងខែមេសាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ 1975 Dutch directed the Communist Party of Cambodia Security Center បាទលោក Dutch គឺបានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបាទសន្តិសុខគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា known only by its party code S21 ណាដែលស្គាល់ដោយគណៈបករបស់ខ្លួនត្រឹមតែ
nó trong tay lấy cốt rồi bóc bây giờ nó cứ hào thá so mà phải mùi và tỏ dương mình tỏ tiếp. He disappeared in January 1979 when the Khmer Rouge regime was overthrown. He remained with the Democratic Cambodia DK movement until 1992. Và bóng bóng một biết overthrown. Overthrown, mà biết là overthrown, overthrew, overthrown. Kể là sao phải bố lắm. Nhưng phải là đua rùm lùm. Đua rùm lùm. Movement. Movement nhưng phải là cho là nè. Coi những bộ phái. He disappeared in January 1979. Quát bán bắt luôn. Nóng khai mạng ra. Cho năm 1979. When the Khmer Rouge regime was overthrown. Bên đài là bộ Khmer Cro Hôm trong bàn đua rùm lùm. He remained with the Democratic Cambodia DK movement until 1992. Quát nâu chỉ mùi nắng. Và cho là nè, Campuchia bởi chia thập ở tay, hào cả tạm đi khế, rồi hốt đó cho nên mà bóng rằm buôn đối cào phì. Và tỏ hiện mình tỏ tiết. Nó sống tố hùa. Deutsch was among the three Khmer Rouge leaders who were sentenced to lie in prison. The others are the former head of state, Khieu Somphon and Nuon Chea, former deputy secretary of the Communist Party of Cambodia. Nhưng mà head of state, head of state cứ promote rot, head of state cứ promote rot. Deutsch was among the three Khmer Rouge leaders. Lúc Deutsch cứ nâu nông chùm nàm. Nâu nông chùm nàm. Mê đặc nông Khmer Cro Hôm bay nè. Who were sentenced to lie in prison. Đã trao bàn cắt tốt ở chỗ phòng tình yêu kia ở môi chỉ vật. The others are the former head of state. Khieu Somphon. Nè đồ tây tiết nó cứ à tây tạc promục rốt cứ lúc Khieu Somphon. And Nuon Chea, hai đường lục Nuon Chea, former deputy secretary of the Communist Party of Cambodia. Nó lục Nuon Chea, đại chi ở Tây Tắc, Anu Lekhatika, Kana Pak Communist Cambodia. Và tỏ hiện mình tỏ tiết. Chea died on August the 4th last year at the age of 93. Resulting in the Supreme Court chamber of ECCC terminating proceeding against him. Terminate. Terminate nâng bằng chục. Nâng bằng chục. Nuon Chea bàn slap cao bị ngay tỷ buôn khai xảy hát cho nam môn. Nâu ở dụ cao sợ bày cho nam. Miên ở dụ cao sợ bày cho nam. Resulting in the Supreme Court chamber of ECCC terminating proceedings against him. Đã thua ai tổ la ca cầm phúl và rồi bỏ ECCC bánh chúc và bánh chúc đồng nà ca chỉ mùi quạt tàu ngày. Rồi có bánh chúc đồng nà ca trong cuộc quạt đồng nà ca nó đào từ lưu đồng nà ca này ca cắt cắt tổ chẳng chúc cắt tổ tàu sẽ lạc bạc rồi. Và bằng tỏ tiết during their reign from 1975 to 1979, an estimated 1.7 million people died from execution, disease, starvation, and forced labor. Bọn bọn nửa biết rain, rain như phải thao được bộp. Và estimated, đã xoan này thàn, rồi có ca xoan lại nít phải thao, ca xoan này thàn, của miền ớn. Và execution, execution. Nhưng bài thác ca bảo hát chỉ vật, execution. Starvation, starvation. Ca ọt à hà. Forced labor, bố lực cám đói bằng thòm. Rain, rain nhưng bài thác rộng bộ. During their reign from 1975 to 1979. Nóng cùng lông rộng bộ rộng bộ kế,
vì chân nam mặc quan phẩm buồn rồi chặt phám đó chân nam mặc quan phẩm buồn rồi chặt sắp phẩm buồn estimated ca son là than muối bằng hàng tháng 1.7 million people die from execution disease and starvation and for labor và prochia chôn rồi còn một nốt chùm nuốn muối chót phẩm phi liên nè ban slap đời xa tại ca phẩm hà chì vất đời xa tại chùm ngứ đời xa tại ca ọt à hát nâng đời xa tại polakam đói bằng khom và tạo dựng mình tỏ tiết. In a statement yesterday, the U.S. Embassy in Phnom Penh said that with the death of the first Khmer Rouge commander convicted of crimes against humanity, the U.S. grieves for those who were murdered under Dutch instruction. Và grieves, và grieves đó tham ác Greece và dương prai thá sọc đài. In a statement yesterday, nực nông sẽ đầy thang ca mùi ca phì mà xoắn mình, the U.S. Embassy in Phnom Penh, sở thang tu đàm rạch cáng nực nông tì krong Phnom Penh, said that with the death of the first Khmer Rouge commander convicted of crimes against humanity. Và bác này đang thà, chỉ môi nâng ca slap, rồi bỏ mê bình chia cá không ai có hôm tí mùi đã trao bàn cắt tố vì bót ổng ra tất cảm và trang một nụ kiệt. The U.S. grieves for those who were murdered under Dutch instruction. Và sản thân tụt ảm rạch cắn miên ca sọc đài khả lăng nà xâm rạp nẹ đã trao bàn phương kiệt trao bàn slap cổ ông ca chẳng ổn bằng hai nhật bỏ lục đụch instruction sẽ đầy này nóm á chẳng dùng prai ra chẳng ổn bằng hai của bạn đã tỏ và tỏ tiết bằng ổn vế như là bằng ổn ai mơ mà đoàn hai mà đoàn tiết rồi cũng mơ mà đoàn vẹt cả đau của bạn đây này tỏ. The United States joins Cambodia and the international community and supporting the Khmer Rouge tribunal in the extraordinary chambers and the courts of Cambodia ECCC process that led to his conviction, a milestone in ensuring accountability, it said. Bong phôn mưu bị a milestone, milestone, pratica som khan, accountability, gần nét nơi dụng hiệp. Và tỏ, the United States joins Cambodia and the international community in supporting the Khmer Rouge Tribunal. ប្រែប្របៃនឹងសិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមណាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់ជំរំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងខ្ញុំប្រែមកណា in the extraordinary chambers in the courts of Cambodia. Nếu không bằng tốt chùm rung chùm rác vị xâm mạnh không là cá Campuchia hào cả thả ECCC process. Và that leads to his conviction. Nhưng prai bị lưu một đoàn tiết. Và xã hạ rốt ảm rích bàn cho rung chùm môi nâng bảo tế Campuchia nâng xâm mạc cúm on rạ chia đợt tế tiết. Nếu không cả quam trớ và đồng nà ca. Nhưng mà prai lại nè. Muốn mà bàn trâu nữa. Nếu không có quan trọng, đồng nào cá, và xa là cái đấy, mai cổ hôn, nếu không bằng túc, chùm rung chùm rẽ, vị xa mánh, không có là cá Campuchia, hào cát thá, ECCC, that led to his conviction. Đài nôm tự cán, rồi có đài phu tự cán, rồi có đài phu ơi tự đó, cá cắt tố rồi bỏ quạt. A milestone in ensuring accountability. We cứ chia pratica sống khăn mũi nước nông ca thua prakot tham miên cả nẹ này dập hiệp. It said. Sẽ cả đây thang ca bàn ói hoặc đẳng. Because tham tốt bàn này đẳng chẳng hóa nà. Nhưng mà to tiết. The Australian Embassy yesterday also said the Australian government notes the death of Dutch. It that Australia has supported the international criminal process that saw Dutch convicted of crimes in 2003.
Australia also have provided $32 million and funding to the ECCC. Bong bon mơ bia ni International Criminal Process đồng nào cá Ukratakam on rạc chiếc. The Australian Embassy yesterday also said the Australian government notes the death of Dutch. Và sát thán tụt Australia cao phim sản mệnh phong đáy ba này đang thả. Rốt thao bị ba Australia ban khót xung quán hâm phí ca slap rồi bỏ lục đuổi. It said Australia has supported the international criminal process that saw Dutch convicted of the crimes since 2003. Và it cái này xong đào từ lời sát thán tụt. Thán tụt ba này đang thả. Prote Australia ban quan trở đồng nào cá Ukratakam on rạ chiệt đại ban mơ khơi thá lúc đôi trao ban kể cả tố bị bót Ukratakam rồi bỏ quát tăng vì chân ám bị bọn bầy. Australia also provided $32 million and funding to the ECCC. Prote Australia phong đá có ban đo tật prạc chùm nuốn $32 million nông ca đo chìa mua lửa thị funding ca đo chìa mua lửa thị nông ca đo chìa mua lửa thị chùm phúa ECCC tỏ dường và tỏ tiết ní cứ chìa slide trong cáo nhé bông phốn. Australia's shout are today with those who suffered at the hands of the Khmer Rouge and their families, said Pablo Kang, Australian ambassador to Cambodia, said. Và Australia shouts. Và cùng nít robot Australia are today. Cứ nâu ngày ní, chìa mùi nâng those who suffered at the hands of the Khmer Rouge. Nó đài tựa tùa rộng khu rút nát đòi xa tài xa đáy robot Khmer Krahom and their families. Hai nâng khu rút xa robot kê. Và said Pablo Kang, Australian ambassador to Cambodia. Chẳng lúc Pablo Kang đại chia và ạc kẻ đi cho tụt, ambassador, đại chia ạc kẻ đi cho tụt, Australia và chăm nó Campuchia ba này chạy. Và said cái phí đón lửa lục cháu mùi na của bạn này. Có said đi cho mà chạy thật lửa là hốt bà. Nhưng mà bạn mơ môn đáy, nhưng mà bạn mơ môn nói lúc áp đáy. Today will be a painful day for many, but we hope the facts that Comrade Dutch were brought to justice for his action brings peace to some. Ngay này cứ nâng khai chia ngay mùi đài chư chập xâm rập mà nụ chì tràn. Con tay dương sân khâm ta, ca bật đài xâm mạng mật Dutch, trâu bàn nôm dục một căn dụt để thoát cứ xâm rạp sẽ cầm một phía rồi hóa quát nâng nôm ai miên xoan được phía trong phố mà nụ mùi chùm nguồn nên cứ chứ xâm đầy rồi bỏ sạch hàn tu như vậy nhưng ọt sâu dù xâm đầy quát đáy thì lại nâng tay mình ấy đi xâm khăn cứ dương chạy phía chạy clear đi nâng này dương dô mình dô có ọt sâu gái nâng bộ nhóm ọt dô xâm đầy quát đáy chả mớ ngay ní nâng khai chứ ngay mùa đại chư chấp xâm rạp mà nụ chì tràn con tay dương sẵn khâm thà ca phất đa xâm mạng một đốt trao bàn nôm gió một căn chùm phùi một căn dù để thoát xâm rạp sẽ cảm thấy bỏ khuất nâng nôm ở miền xoan để phía xâm rạp mà nụ mùa chùm nụ nâng còn dễ chẳng á và xâm rạp ca riêng bộ prai cả sát phía tì xài sập buôn ní cư bàn mộc đòi tìm mình chọp hới. Số mong ôn chùi chọc like hay nâng subscribe mình toàn mốc chọc lưu rụt cẩn đắng nằm bây từ tù bàn mê riêng bộ prai cả sát nâng mê riêng xanh xanh tiết chia bằng tò và hai xâm rạp ca riêng bộ prai cả sát phía tì xài sập bốn đi riêng quên mình tình hỏi bóng bốn bạn và nhóm nẹ bộ ní cứ làng hot tay mà đó và hai bộ miên ca khó sức công đòi ở chê tầng na na mối xong ca khăn tay ở phây tốt vì bóng bốn đang ọc nìa phong đài. Và xin chị bọn phụ mình chấp bạc nó clear rồi có việc cả lại ná bọn phụ ai cho xe nó không comment nhóm đừng cho tôi cho lại top ở bọn phụ group comment đang ở xô mọi bọn phụ chụp tay sẽ cái đấy sốc nâng rớt tụt tiến miền bàn
Sôm ọ côn, sôm chùm riêng liền.